Thưa quý vị và bà con nông dân, những ngày qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh cũng như nhiều nơi trên cả nước đã xuất hiện những ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao từ 36 đến 38 độ C. Nhiệt độ thực tế ngoài trời lên đến 40 đến 42 độ. Khi thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ làm cho vật nuôi giảm sức đề kháng, một số trường hợp dẫn đến rối loạn về khả năng điều hòa thân nhiệt, hô hấp và tiêu hóa thức ăn. Trong chương trình đồng hành cùng nhà nông kỳ này sẽ đưa ra những biện pháp giúp người chăn nuôi chủ động ứng phó với những bất thường của thời tiết, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi. Thời tiết nắng nóng khiến sức đề kháng của hầu hết các loại vật nuôi giảm sút, ảnh hưởng tới quá trình hấp thụ dinh dưỡng và tăng trọng. Thời điểm này, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ phát sinh, lây lan như hen, dù, cúm, khô chân trên gia cầm, tiêu chảy, lở mồm long móng, tai xanh, tả trên lợn, cảm nóng, tụ huyết trùng trên trâu bò. Chúng tôi là sử dụng chuồng kín 100% bật quạt chống nóng và dùng hơi nước cho tạo độ ẩm cho con bò nó mát. Hai là phun nước ở trên mái. Ba là chế độ ăn dinh dưỡng là đảm bảo tiêu chuẩn đủ để con bò nó có tăng sức đề kháng để chống chịu với thời tiết nắng nóng. Sáng là chúng tôi cho ăn cỏ ủ này, cỏ trộn với này, cỏ tươi này. Chiều là ăn dơm, ăn chất tinh bột trộn với ngô, cám, kết hợp bỗng rượu. Điện đóm là chúng tôi bật 24/24, riêng quạt mát, quạt thông gió này, riêng mấy ngày nắng nóng là bật 24/24. Không mất điện là rất là khó khăn, nếu thời tiết như này mà mất điện chúng tôi rất là khó khăn. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, những ngày tới trên địa bàn tỉnh xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao. Để bảo vệ đàn vật nuôi, người chăn nuôi cần áp dụng các biện pháp sau. Về chuồng trại, bà con cần sử dụng lưới đen, bạt và một số vật dụng sẵn có che chắn nắng xung quanh để tạo sự thoáng mát nhằm làm giảm nhiệt độ chuồng nuôi. Cần có hệ thống cửa sổ và quạt thông gió để lưu thông không khí, trồng nhiều cây bóng mát xung quanh chuồng nuôi hoặc dùng rơm rạ, bèo tây, các loại lá cây để che phủ lên mái chuồng. Với chuồng trại kín, cần thường xuyên kiểm tra nhiệt độ chuồng nuôi, tránh trường hợp mất điện. Và thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, cần phun nước trực tiếp lên mái chuồng. Khi dùng nước để phun chống nóng, người nuôi cần quan tâm đến việc tăng cường thông gió và thoát nước để tránh độ ẩm tăng cao trong chuồng nuôi. Đối với chăn nuôi lợn, có thể phun nước trực tiếp vào chuồng nuôi, nhưng cần lưu ý không lấy nước từ sông ngòi, kênh mương để phun nhằm phòng tránh lây lan của dịch tả lợn châu Phi. Về chăm sóc, bà con nên giảm mật độ nuôi nhốt vật nuôi. Đối với gà, giai đoạn úm 45 đến 50 con trên 1 mét vuông, gà từ 0,5 đến 1 kg, 20 đến 25 con trên 1 mét vuông. Gà 2 đến 3 kg, 6 đến 8 con trên 1 mét vuông. Thời tiết nóng quá nên thả gà ra vườn, gốc cây xung quanh chuồng. Đối với lợn, lợn nái 3 đến 4 mét vuông một con, lợn thịt 2 mét vuông một con, cần bảo đảm lượng thức ăn tinh và bổ sung các loại khoáng, vitamin, điện giải để nâng cao sức đề kháng. Tắm cho lợn 1 đến 2 lần trên một ngày. Những ngày nắng nóng kéo dài, chuyển bữa ăn, thức ăn tinh, thức ăn hỗn hợp vào ban ngày sang cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Với đàn trâu bò nên chăn thả vào sáng sớm và chiều mát. Buộc trâu bò ở những nơi có cây xanh bóng mát cho trâu bò nghỉ ngơi, cho ăn đủ cỏ xanh và bổ sung thêm thức ăn tinh từ 1 đến 3 kg một con một ngày. Cung cấp đủ nước sạch để gia súc uống. Nên tắm trải 2 lần trong ngày bằng nước mát để giảm nhiệt độ cơ thể cho vật nuôi. Tăng số lượng máng uống, cung cấp đủ nước mát sạch cho vật nuôi, tốt nhất có máng uống tự động, đồng thời bổ sung thêm vitamin C, đường glucose nhằm giảm nhiệt độ cơ thể, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Hiện nay thì đang bước vào mùa nắng nóng của nắng nóng thì để cho cái giảm cái nhiệt độ chống nóng nóng cho vật nuôi bị sốc nhiệt thì chúng ta cần phải có mấy các giải pháp. Thứ nhất là về cái chuồng trại thì chúng ta phải đảm bảo được cái chuồng trại làm sao là chống được nóng cho vật nuôi. Ví dụ như là chúng ta phải đảm bảo là thoáng mát sạch sẽ, chuồng phải cao ráo. Thứ hai phải có gió lưu thông. Thứ ba là chúng ta phải đảm bảo được cái mật độ trong chuồng nuôi làm sao nó phù hợp, tránh là mật độ dày quá sẽ ảnh hưởng đến đàn vật nuôi chống nóng. Còn về cái bãi chân thả thì chúng ta cũng phải đảm bảo là bãi chân thả phải có mùa hè này phải có chỗ chúi mát trong quá trình chân thả, và đặc biệt là chúng ta không nên chân thả vào những lúc trời nắng nóng. Thứ hai nữa là về cái thức ăn dinh dưỡng thì chúng ta phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thức ăn dinh dưỡng, đặc biệt là thức ăn đạm, giảm thức ăn tinh và thức ăn thô, đang tăng cường thức ăn rau xanh và nước, đặc biệt là cung cấp điện giải và vitamin C để cho vật nuôi. Ba nữa là về cái vận chuyển vật nuôi này thì mùa hè thì tránh vận chuyển vào thời tiết lúc nắng nóng, chúng ta chủ yếu là vận lúc buổi sáng sớm hoặc chiều tối mát đấy thì để vận chuyển, và khi chúng ta bắt buộc nó qua cái thời gian nó đến thời điểm nắng mà từ sáng mà đến trưa nó
nắng thì chúng ta phải cho vật nuôi vào một chỗ mát để nghỉ ngơi, tránh đi vận chuyển vào thời nắng. Ngoài ra chúng ta cũng phải chăm sóc đầy đủ cho đàn vật nuôi, ví dụ như là chúng ta ngoài cái ăn uống chuồng trại rồi là chăm sóc, chúng ta phải chăm sóc tắm trải thường xuyên cho vật nuôi và phòng một số bệnh để làm sao tăng sức đề kháng cho đàn nuôi trong cái quá trình thời tiết nắng nóng này. Trước thời tiết nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao như hiện nay, bà con chú ý phải thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm vật nuôi có dấu hiệu bất thường để cách ly theo dõi và điều trị kịp thời. Khi có vật nuôi bị ốm, chết hàng loạt, khó kiểm soát, cần báo ngay cho thú y địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời.